Vâng, Zipman bên chào anh em. Hôm nay mình giới thiệu cho anh em hai cây bật lửa của thương hiệu Zoro anh em nhé. Đây là hai cây bật lửa rất chi là bền luôn. Thường thường thì cái dòng Zoro nó đã bền rồi, nhưng mà hai cái dòng này là dòng cao cấp anh em nhé. Vỏ nó dày hơn nên là nó còn bền hơn nữa. Và hai sản phẩm này cũng khá là đơn giản thôi. Cây đầu tiên thì mình giới thiệu cho anh em nhé. Mình cất hộp đầu tiên đi. Cây đầu tiên là bật lửa Zoro Titanium Blue, tức là mạ titan màu xanh anh em nhé. KC cái này là vó là dày anh em nhé, nó dày dày lắm, dày như một cái áo giáp luôn anh em nhé, nó dày cỡ như là phải gấp đôi lần một chiếc Zippo bình thường, gấp 3 lần và phải gấp đôi cái armor anh em nhé. Thì hộp sản phẩm là nó được đựng trong hộp to như thế này, thì mình sẽ cất cái hộp đi anh em nhé. Đây mình sẽ quay nhanh cho anh em xem. Thì trước tiên là sản phẩm này shop mình sẽ bảo hành 5 năm cho anh em nhé. Trong quá trình sử dụng nếu anh em dùng mà bị gãy lưỡi gà này hoặc bong bán lề thì alo cho shop mình sẽ bảo hành miễn phí công cho anh em để là anh em yên tâm nhé. Còn về sản phẩm đây mình quay sơ lược cho anh em nhé, nó là như thế, thiết kế khá là đơn giản nhưng mà đẹp từ cái sự đơn giản anh em nhé. Để cho anh em tiện đối sánh thì mình có một cây Zippo bên tay phải đây, cái này là cây Zippo màu trắng anh em nhé. Đấy, thì kích thước nó cũng xem như một cây Zippo đấy. Nó chỉ dày hơn thôi, còn kích thước nó cũng xem như thế anh em nhé. Sản phẩm này thì bóng chủ đề trên đây thì cái chữ này thì được khắc chìm sâu xuống anh em nhé, để anh em dùng không mòn được. Đây. Cây này có phần thân và phần nắp thì cực kỳ kín luôn, kín như thế thì cầm xăng rất là tốt anh em nhé, cầm xăng tầm khoảng một tuần lễ là bình thường. Đây. Bóng màu xanh giống như những cây Zippo xanh sapphire anh em ạ. Bản lề của nó đây anh em nhé, bản lề thì 5 chấu. Đấy. Kín, cái bản lề này cũng được mạ titan luôn. Đấy, hai mũi hàn thì rất là tròn. Mặt sau thì cũng màu xanh anh em nhé. Và không có họa tiết hoa văn gì cả, các cạnh bên đây. Đấy. Bên trên đây thì cũng màu xanh luôn. Một cái mạ titan này thì cũng rất là bền anh em nhé. Theo cái nhà sản xuất công bố ấy, thì cái màu mạ titan thì có độ bền đi tới cả hàng chục năm anh em nhé. Tất nhiên là anh em dùng phải bảo quản thì nó độ bền nó sẽ tốt nhất. Ok thì mặt sau mình cho anh em mộc đáy mình cho anh em xem này. Đây, mộc đáy của thương hiệu Zoro đây anh em nhé, cái chữ R rất là to này. Đây, R là chữ đăng ký bản quyền của nó anh em nhé. Còn cái khin và chữ S đây là super, ký hiệu super brass anh em nhé, tức là siêu dày luôn. Chữ brass là đồng thau. Đây. Ok thì bây giờ mình test âm cho anh em nghe. Đấy, âm thanh sản phẩm đây anh em nhé, rút ruột cho anh em xem bên trong cái vỏ nó như thế nào. Đấy, bên trong cái vỏ này nó có một cái bản lề bên dưới này, bản lề thì có hai cái lá thép đẩy ra này, hai lá thép này làm cho cái cây Zoro này nó đẩy cái ruột và cái ruột nó sẽ chắc chắn hơn anh em nhé so với dòng Zippo. Đấy, nó là như thế. Còn bây giờ mình sẽ test cho anh em xem cái độ dày của sản phẩm này, nó dày vừa cứng, mình bóp là không bóp được anh em nhé. Vừa dày vừa cứng như thế này. Ok. Còn cái ruột sản phẩm này thì là bằng thép chuyên dụng anh em nhé. Thép chuyên dụng không gì, thép trắng, người ta gọi là inox đấy. Inox 304 ấy. Cổ đá bằng đồng và bánh xe thì như thế này đây. Bánh xe dòng này rất là bén. Mình thấy cái dòng bật lửa Zoro này nó làm càng ngày càng cải tiến anh em nhé. Càng ngày càng cải tiến và có mẫu càng đẹp hơn. Nó rất chịu khó học hỏi anh em nhé, mà giá thành thì lại rẻ. Bánh xe bén, cái lưỡi gà này rất là cứng này. Đấy. Anh em dùng có vấn đề gì thì alo cho shop mình xử lý cho anh em thôi. Ok, cái cây đầu tiên này mình có đã đánh mã số đây rồi anh em nhé, RR117 anh em nhé, Zoro xanh xanh titan anh em nhé. Ok, cái này thì shop đang phân phối giá là 410.000 đồng thôi, 410.000 đồng. Anh em lấy thì shop mình sẽ bao ship và tặng thêm cho anh em một viên đá anh em nhé. Cái đầu tiên. Đến cây thứ hai. Thì cây thứ hai này đây, nó cũng có thiết kế tương tự anh em nhé, giống nhau hầu như là 100%. Còn cái này là mạ titan. Titan vàng anh em nhé, titanium gold. Mạ màu vàng. Về cái sản phẩm thì kích thước nó cũng như nhau. Nó chỉ khác nhau ở màu sắc thôi. Cái này màu
vàng, trông giống như một thỏi vàng anh em nhé. Còn về phần thân và phần nắp cũng rất là kín. Rồi là cả hai cái này giống nhau nên là mình sẽ quay nhanh cho anh em xem nhé. Bản lề 5 chỗ. Cả hai cây đều được bảo hành 5 năm hết. Đây cái này lau đi. Đấy, mà sau nó như thế này đây. Cạnh bên à, cái cạnh bên của cây này thì có thêm số limit đấy anh em nhé. Đây, cái cây xanh thì nó không có. Đây, cái vàng thì nó có. Số limit, cái số này là ngẫu nhiên anh em nhé. Anh em đặt thì có còn số nào thì số mình sẽ ship cho anh em số đấy. Đấy, bên trên đây. Và một đáy sản phẩm đây anh em nhé. Một đáy cũng là một đáy lồi Super Brass. Đấy, và âm thanh đây. Để âm thanh đấy anh em nhé. Bánh xe bén, siêu bén luôn. Bên trong nó cũng như thế, nó cũng có hai lá thép để vào. Còn cái vỏ thì rất là dày. Ruột đây anh em nhé, ruột nó thì như nhau. Bánh xe này rất là bén luôn. Ok, anh em muốn lấy cái này thì đọc đúng mã số cho mình nhé. Và cái này có mã số mình đánh dấu là RR120 anh em nhé. RR120. Giá cái này thì cũng bằng cái kia thôi, cũng là 410.000 đồng anh em nhé. 410.000 đồng. Anh em lấy thì shop vẫn tặng thêm cho anh em một vị đá và bao ship cho anh em nhé. Ok, anh em xem video cho shop xin đăng ký kênh và một like nhé. Cần gì thì cứ lên Google quả chữ zipman.vn ạ. Vâng, kính chào tạm biệt.